Diễn đàn do Tổ điều hành Diễn đàn Kết nối Nông sản 970, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cục Kinh tế, Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức. Với những cơ chế khuyến khích, động viên kịp thời, Thái Bình là điểm sáng trong tập trung tích tụ đất đai. Toàn tỉnh có trên 1.700 hộ đại điền cấy từ 2 hectare trở lên. Đặc biệt, hình thành câu lạc bộ đại điền với trên 200 thành viên là những hộ tích tụ từ 5 hectare trở lên. Hầu hết các mô hình đều được đánh giá có hiệu quả hơn từ 1,5 đến 2 lần so với sản xuất thông thường khi chưa được tích tụ tập trung. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tích tụ tập trung đất đai, các hộ đại điền còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, tác động đến hiệu quả canh tác. Cái thời gian thuê đất thì theo địa phương bây giờ thì là chúng tôi là chỉ được là 5 năm một lần. Nên là khi mà thực hiện thì mới được 2-3 năm thì đã lại chuẩn bị đã phải hết hạn hợp đồng rồi. Thì chúng tôi chưa kịp được cái thu hồi vốn, không dám đầu tư lớn và có kế hoạch dài hạn hơn. Khó khăn thì nó lại thực tế là nó còn rất nhiều cái do cái địa tầng này, do cái sản phẩm của mình này chưa được chất lượng cao. Ai đầu vào đầu ra nó chưa ổn định, ký kết hợp đồng thì nó còn khó khăn. Đấy, giữa các cái nhà tiêu thụ sản phẩm. Từ thực tế sản xuất hiện nay cho thấy, mô hình mọi người mọi nhà đều sản xuất nông nghiệp không còn phù hợp với xu hướng phát triển xã hội. Việc rút bớt lao động ra khỏi nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện để tích tụ tập trung ruộng đất cho phát triển nền nông nghiệp hàng hóa là xu thế tất yếu. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận tìm các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, khuyến khích mô hình sản xuất đại điền của Thái Bình nói riêng, các tỉnh trong cả nước nói chung phát triển. Rõ ràng là cái nhu cầu về tích tụ hoặc là tập trung đất đai hiện nay là có. Và trong cái nhu cầu đấy thì việc thúc đẩy nơi như thế nào thì nó cần có cái sự đồng hành của chính quyền, rồi chính sách của cả địa phương và trung ương. Cũng rất may là đi cùng với giai đoạn này chúng ta đang sửa luật đất đai, và những cái dự kiến mà luật đất đai đang mở ra đấy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà tập trung ruộng đất theo mô hình của đại điền này nó phát triển đầu tư tốt hơn. Để mà các hộ đại điền thực sự tổ chức tập hợp được sản xuất có hiệu quả hơn ấy, thì phải thúc đẩy nhanh cái quá trình hình thành các hợp tác xã kiểu mới. Mà cái hợp tác xã này chính là các thành viên của các hộ đại điền. Thế thì khi mà các hợp tác xã thành lập ấy, thì các cái chính sách về hợp tác xã, về kinh tế tập thể thì tiếp tục phải được đề nghị nhà nước tiếp tục ban hành hỗ trợ, đặc biệt là chính sách về tín dụng cho các hợp tác xã hiện nay là đang rất là khó khăn. Những ý kiến tham luận tại diễn đàn là những đề xuất gợi mở quý giá làm tiền đề cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.